Quý vị các bạn đang theo dõi y tế trong ngày trên kênh VTC14. Ở Việt Nam mỗi năm có gần 190.000 người mới mắc bệnh ung thư, trong đó thì khoảng 123.000 người tử vong. Hiện có hơn 350.000 người bệnh đang sống chung với căn bệnh này. Nước ta mới chỉ tham gia thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị ung thư ở pha 2, pha 3 bao gồm 40 thử nghiệm. Thời gian tới sẽ nghiên cứu thêm thử nghiệm lâm sàng pha 1 cho người mắc bệnh ung thư không còn biện pháp nào điều trị. Bộ Y tế hiện đã phê duyệt tiến hành thử nghiệm pha 1. Lãnh đạo Bệnh viện ca cho hay sẽ chuẩn bị kỹ càng về lựa chọn bệnh nhân. Đạo đức nghiên cứu hút cần được làm chặt chẽ và cần có sự đồng ý của bệnh nhân, người nhà vì rủi ro có thể xảy ra. Hiện nay đã có nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư. Nhiều loại ung thư được chữa khỏi, nhất là trong chẩn đoán. Có nhiều trang thiết bị phát hiện sớm, có nhiều hóa chất, thuốc đích, thuốc miễn dịch, tăng cơ hội chữa khỏi cho những người có đội biến gen, có yếu tố miễn dịch ở giai đoạn muộn với người bệnh ung thư cần điều trị đa mô thức, trong đó phẫu thuật là phương pháp mang tính triệt can lớn nhất. Với hơn 200 bệnh ung thư khác nhau thì 60% có thể khỏi bệnh bằng phẫu thuật đơn thuần nếu chẩn đoán sớm. Tuy nhiên, do giá thuốc còn cao nên không phải bệnh nhân nào cũng có cơ hội được sử dụng, trong khi thuốc lại thay đổi thường xuyên. Thêm vào đó, vướng mắc nhất trong điều trị ung thư tại Việt Nam hiện nay là bệnh nhân quá đông, cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ mạng lưới ung thư đã phát triển nhưng chênh lệch về trình độ giữa các tuyến. Bệnh nhân có tâm lý phải lên tuyến trên gây quá tải cho các bệnh viện trung ương. Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex gọi tắt là Petrico và Tập đoàn TTC đã chính thức ký hợp tác trên cơ sở mong muốn việc hợp tác chiến lược để cùng phát triển bền vững, nâng cao giá trị dịch vụ, sản phẩm và lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Cụ thể, trong thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn TTC sẽ dành quyền ưu tiên cho BGCO áp dụng các chính sách ưu đãi thực hiện dịch vụ bảo hiểm cho các sản phẩm dịch vụ do TTC phát triển, hợp tác, đầu tư và phân phối độc quyền. Ngược lại, BGCO cam kết sẽ ưu tiên cho tập đoàn TTC hợp tác phát triển sản phẩm dịch vụ mà BGCO có quyền sử dụng, phân phối các sản phẩm dịch vụ do BGCO phát triển, hợp tác đầu tư, phân phối độc quyền theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Nghi thức ký kết giữa TTC và Pichico là dấu mốc khởi đầu để hai bên cùng song hành, mở rộng tệp khách hàng trên tất cả các lĩnh vực, qua đó giúp gia tăng nguồn khách hàng tiềm năng và quảng cáo chéo thông qua hệ sinh thái của các bên. Lễ ký kết cũng đánh dấu một bước phát triển mới cho quan hệ đối tác giữa TTC và Pichico sau những hợp tác hiệu quả trước đây. Thưa quý vị, bị chó cắn nhưng không đi tiêm ngừa. Người đàn ông 31 tuổi ở thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang nghi bị dại, cắn ngón tay và cao mặt vợ đến mức chảy máu. Hiện người đàn ông này được gia đình quản lý và địa phương hỗ trợ, còn người vợ đã được tư vấn hướng dẫn đi tiêm phòng dại. Trước đó vào ngày 19 tháng 9, bệnh nhân bị chó nhà cắn vào đầu ngón tay và đốt gần ngón trỏ của bàn tay phải, nhưng không đi tiêm ngừa, không báo cáo y tế địa phương, đồng thời đã cho con chó để người khác giết thịt. Sau hơn một tháng, tức là vào ngày mùng 1 tháng 11, bệnh nhân có biểu hiện sợ gió, uống nước khó khăn, tinh thần kích động. Người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa Kiên Giang nhưng không hợp tác, không chịu để bác sĩ khám. Sau đó được gia đình đưa về nhà và tiếp tục quậy phá, đốt, hủy hoại tài sản, thậm chí cắn cả ngón tay và cào mặt vợ đến chảy máu. Ngày mùng 2 tháng 11, khoa kiểm soát bệnh tật và HIVS của Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên và Ủy ban nhân dân phường Pháo Đài xuống để điều tra trường hợp bệnh nhân nghi bị bệnh dại. Còn vợ bệnh nhân sau khi bị bệnh nhân cắn vào giữa cẳng tay trái và cào chảy máu vùng mặt và mũi cũng đã đến trung tâm để tiêm ngừa. Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đơn vị đã tiến hành điều trị thành công cho bệnh nhi 14 tuổi bị hoại tử, viêm xương ngón tay do dùng thuốc lá nam đắc chữa nhỏ. Trước đó, nửa tháng, bệnh nhi 14 tuổi trú tại Nghệ An xuất hiện khối nhọt ở tay. Gia đình chủ quan nên không đưa đi viện mà đưa đến một thầy lang để xin thuốc lá về đắp lên vết thương sau khi đắp thuốc lá vết thương không giảm mà còn sưng to và diễn biến nặng hơn. Gia đình sau đó đã đưa cháu đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để cấp cứu và điều trị. Thời điểm nhập viện, ngón tay của cháu đã bị nhiễm khuẩn, hoại tử, lộ gân xương, chảy mù nhiều, bốc mùi hôi thối, xung quanh sưng nề nhiều, hạn chế vận động. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định cháu bị viêm xương ngón cái bàn tay trái. Bệnh nhân sau đó được phẫu thuật để nạ bỏ tổ chức viêm xương, cắt lọc, tạo vạt che phủ vết thương, giữ lại được ngón tay bị thương cho bệnh nhi. 7 ngày sau khi được phẫu thuật, bệnh nhi đã ổn định sức khỏe. Nhiều bác sĩ tim mạch của Việt Nam được bạn bè đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao nhờ làm chủ các kỹ thuật khó, điều trị được nhiều bệnh hiểm nghèo, tham gia hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch trong một số nước trong khu vực và trên thế giới. Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đưa ra tại lễ khai mạc Đại hội Khoa học Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 diễn ra vào sáng ngày 3 tháng 11 tại Hà Nội. Cụ thể theo Bộ trưởng Bộ Y tế, ngành tim mạch trên thế giới là một trong những ngành phát triển năng động nhất trong y học. Các thể thuốc tim mạch khu vực Đông Nam Á cũng rất năng động, có sự gắn kết chặt chẽ và có trình độ tay nghề tiệm cận với các nước phát triển. Chuyên ngành tim mạch Việt Nam cũng đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm qua. Nhiều bệnh tim mạch nguy hiểm đã được điều trị có hiệu quả. Nhiều phương thức tiên tiến đã được áp dụng, không chỉ ở bệnh viện tuyến trung ương mà còn được phổ biến đến các bệnh viện tuyến dưới các kỹ thuật cao luôn được triển khai, cập nhật rất nhanh ở Việt Nam như can thiệp bệnh lý động mạch vành phức tạp. Người bệnh tim mạch Việt Nam đã được hưởng lợi ích của các tiến bộ khoa học và không còn cần phải ra nước ngoài chữa bệnh. Trước đó, theo Hội Tim mạch học Việt Nam, tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch tăng ở các nước có thu nhập thấp và trung bình thấp, chiếm tới 75%. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong. Bệnh lý này có xu hướng tăng và ngày càng trẻ hóa. Các bác sĩ cũng cho biết, ngoài yếu tố truyền thống gây bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá và điều kiện phát triển kinh tế xã hội đã ghi nhận các yếu tố nguy cơ mới gây bệnh tim mạch liên quan đến môi trường như bụi, tiếng ồn, căng thẳng, hậu COVID-19. Chúng tôi thấy là có một cái là cái mà người dân của mình cũng chưa có cái ý thức tự chủ động để điều chỉnh cho cái lối sống hợp lý, tự chủ động đi khám sức khỏe định kỳ. Thì cái đó là tôi, tôi thấy là người dân mình phải nâng cao cái chuyện đó. Thứ hai là trong cái thời gian tới này thì cái ngành tim mạch Việt Nam của chúng tôi cũng phải tăng cường cái vấn đề gọi là truyền thông để cho người dân trong cộng đồng người ta người ta tăng cái hiểu biết về các cái yếu tố nguy cơ tim mạch, về cái cách mà làm thế nào để điều chỉnh lối sống hợp lý và cũng giới thiệu những cái biện pháp à, chính để mà chẩn đoán và điều trị hiện nay đã có ở Việt Nam Thế nhiều khi cũng không biết người dân cũng không biết được cái đó. Các yếu tố nguy cơ sẽ gia tăng theo cái sự phát triển của xã hội cũng như là cái tuổi thọ tích lũy bao gồm là các yếu tố nguy cơ về à, thói quen lối sống với chỗ nhà hút thuốc lá uống rượu stress à, các yếu tố nguy cơ mang tính chất về yếu tố gia đình chủng tộc vân vân nhưng đặc biệt là các yếu tố nguy cơ về cái thói quen có hại ví dụ như là hút thuốc lá, lười vận động, ăn quá nhiều các cái chất mỡ, chất đường vân à, vân và các cái chất à, chế biến sẵn do đó cho nên là hiện nay thì các cái tỷ lệ các yếu tố nguy cơ vẫn gia tăng người ta thấy là 30 năm qua thì các yếu tố nguy cơ tim mạch nó không giảm, nó không thay đổi. Đấy nó rất là lạ như vậy, nó không thay đổi, nó nghĩa là không giảm được mà thậm chí nó lại tăng lên đặc biệt là ví dụ tỷ lệ béo phì. Dẫn tới là gì cái số chết do tim mạch trong 30 năm qua nó tăng lên gấp rưỡi đến gần gấp đôi. Lo ngại hơn, gánh nặng về chi phí điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân tim mạch được đánh giá là nặng nề nhất so với các bệnh lý khác. Do đó, người dân cần có sự chủ động để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh. À, thứ nhất là nó gây ra tử vong, nghĩa là chết người đã. Nhưng đặc biệt là một cái tỷ lệ mà không tử vong nhưng mà cái bị biến chứng bệnh tật dẫn tới là gì? giảm sức lao động nếu ở những người đã đang có độ tuổi lao động. Nhưng bên cạnh đó là cái chăm sóc chi phí y tế trực tiếp và gián tiếp trực tiếp là gì là các cái thiết bị kỹ thuật rất là cao bây giờ thuốc men rất là đắt tiền cho người bệnh nhưng cái chi phí gián tiếp là gì của nguồn lực xã hội là phải có người phải chăm sóc rồi một loạt các cái vấn đề khác thì người ta thấy là chi phí cho chăm sóc bệnh lý tim mạch đã trở thành một cái gánh nặng về mặt chi phí kinh tế lớn nhất trong tất cả các loại chi phí chăm sóc bệnh tật hiện nay trước những thay đổi của mô hình bệnh tật sự gia tăng của bệnh nhân mắc bệnh tim mạch những năm qua, ngành tim mạch của Việt Nam đã liên tục cập nhật, ứng dụng các kiến thức, kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Được biết, ngành tim mạch Việt Nam đã gia nhập cộng đồng tim mạch ASEAN từ năm 2004. Đến năm 2008, Đại hội khoa học tim mạch Đông Nam Á lần thứ 17 được tổ chức tại Hà Nội. Sau 15 năm, Hội Tim mạch học Việt Nam một lần nữa được liên đoàn tim mạch Đông Nam Á giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức Đại hội khoa học tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27. Theo ban tổ chức ngoài những chủ đề khoa học thường quy như can thiệp tim mạch, siêu âm tim, điều trị rối loạn nhịp tim, thì năm nay đại hội sẽ có thêm những phiên khoa học đặc biệt với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài. Bên cạnh đó, đại hội cũng là cơ hội để lan tỏa những thông điệp sức khỏe để người dân phòng chống lại bệnh lý tim mạch một cách chủ động. Theo các chuyên gia, nhiều người vẫn nghĩ bệnh lý tim mạch thường được cho là chỉ gặp ở người lớn tuổi. Song trên thực tế, bệnh tim mạch có thể xảy ra với bất kỳ ai và bất kỳ lứa tuổi nào và tuổi mới bị mắc cũng ngày càng trẻ hóa hơn. Vì thế, mà người trẻ thường chủ quan không có biện pháp phòng ngừa hợp lý. Đó là gánh nặng lớn cho người bệnh, gia đình cũng như là toàn xã hội. Ai cũng có thể mắc bệnh tim mạch, số lượng người mắc và tử vong tăng, cùng với đó là gánh nặng bệnh tật cũng như chi phí gia tăng. Nếu chúng ta không chủ động phòng ngừa, đến đây Y tế trong ngày cũng xin được tạm dừng. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị.